Xin chào tất cả mọi người. Trước đây thì đầu kéo Trang Long luôn luôn được định vị là một chiếc đầu kéo để kéo hàng đường dài, đường trường, siêu tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ. Nhưng đến nay thì Trang Long đã ra những dòng sản phẩm mới để chuyên kéo móc ben, mà trước đây những chiếc đầu kéo móc ben thường sẽ là xi chắc hay là hồ vô. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem chiếc đầu kéo kéo móc ben của Trang Long nó có những điểm gì đặc biệt các bác nhé. Giới thiệu với tất cả mọi người dòng đầu kéo Trang Long Lắc S chuyên để kéo móc ben mới nhất của Trang Long. Chiếc đầu kéo này có động cơ là 445 mã lực. Thế nhưng nó còn tiết kiệm hơn cả đầu kéo 420 của chính Trang Long. Thì chúng ta có thể thấy là động cơ mới nó có những điểm rất là hay. Ngoài động cơ ra, nó còn hộp số, còn cầu, nội ngoại thất, tất cả mọi thứ nó đều thay đổi rất là nhiều. Thay đổi toàn bộ so với những chiếc đầu kéo khác của Trang Long. Hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cái dòng sản phẩm đầu kéo Lắc S chuyên để kéo móc ben này, nó sẽ có những điểm gì thay đổi so với những chiếc đầu kéo 420. Thì ở đây thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngoại thất xem là nó có những cái điểm gì khác biệt nhé. Chúng ta thấy này, đầu tiên thì ở đây thì chúng ta thấy là logo của đầu kéo Lắc S sẽ là logo phát sáng. Hiện tại thì bây giờ những chiếc đầu kéo như là 480 hay 420 logo cũng đã phát sáng rồi. Cả những cái dòng tải thùng của Trang Long thì cũng là logo phát sáng. Đi ban đêm thì nó rất là nổi bật. Và cái điểm khác ở đây thì chúng ta thấy là mặt cá lăng, cái lực sơn này rất là lì này. Bạn thấy này, đây không phải màu đen nhé. Thường thì sẽ là màu đen lực sơn lên thôi. Nhưng đây là màu xám nhám, màu nhám các bác nhé. Rất là lì. Đó, cái nước sơn này thì tạo cho xe cảm giác nó khỏe khoắn hơn so với những chiếc xe 420. Rồi, cái điểm thứ hai tôi muốn nhắc đến đó chính là cái đèn pha này. Đèn pha này của đầu kéo Lắc S nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều so với chiếc đèn pha thông thường của 420. Hay kể cả những chiếc xe đầu kéo 480 cũng không có được chiếc đèn nó đẹp như thế này. Đèn pha của Trang Long Lắc S nó trang bị là đèn pha bi LED các này. Ở đây chúng ta có thể thấy là được lắp một cái đèn LED ở đây, đèn LED vàng. Và ở đây thì có những cái dải trang trí màu xanh cũng khá là bắt mắt. Và có một đèn định vị ban ngày, khi mà chúng ta đi ban ngày sẽ luôn luôn sáng đèn dọc theo đèn này. Đây là xi nhan. Đèn này cực sắc nét, được làm rất là tỉ mỉ với công nghệ cao. Đó. Về phần ngoại thất thì chúng ta chỉ nhìn được như thế. Những cái điểm nho nhỏ như thế nó khác biệt so với 420 hay là những chiếc đầu kéo khác của Trang Long. Đó, chúng ta cứ nhìn này. Cái mặt ca lăng này sẽ sơn màu xám nhám các bác nhé, khỏe hơn, chắc chắn hơn, tinh tế hơn. Và cái đèn cực kỳ sắc nét. Đây, ở đây chúng ta có một chiếc 480 này. Các bác khách cũng đang mua 5 chiếc 480 này về kéo móc ben. Nhưng các bác có thể thấy này, màu của chiếc đầu kéo 480 này, màu giữa phần ca lăng này thì nó cũng sẽ chỉ là màu đen thôi, và nó không đẹp được như cái mặt ca lăng này. Đó, chúng ta thấy so sánh này. Và cái phần đèn, chúng ta thấy đèn pha này, chắc chắn là 480 cũng không thể nào sắc nét được bằng cái đèn pha của 45 này được. Đó, bạn thấy đó là những cái điểm chúng ta phải nhận ra ngay chiếc Lắc S này khi gặp trên đường. Đó thứ nhất là ngoại thất. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm, đi một vòng xe xem là nó có những cái điểm gì, những thiết kế gì thay đổi so với những chiếc đầu kéo khác các bác nhé. Ở đây thì xe trang bị là lốp 12 bột thép. Lốp này là lốp có sâm các bác nhé, lốp của Linh Long. Nó là cái lốp thương hiệu mà Trang Long tin dùng.
lắp cho hầu hết tất cả các dòng xe của Tràng Long. Bên cạnh thì có logo Lắc S. Lắc S và Lắc X thì nó gần giống nhau. Lắc S thì chuyên chạy móc ben, còn Lắc X thì chuyên chạy đường trường các bạn nhé. Ở đây thì đầu kéo có trang bị là 4 bình hơi, được đặt ở hai bên so với ắc quy và bình ure. Chúng ta được thấy là chiếc Lắc S này được hoàn thiện khá là cao. Từng những cái chi tiết như thế này chúng ta thấy này, làm bằng inox. Và chúng ta được thấy là cái sự thiết kế nó rất là chỉnh chu. Chi tiết, từng chi tiết thì nó làm rất là sang, nó không bị nhựa nhựa, hay là không bị gọi là làm nó ẩu. Ở đây chúng ta thấy từng chi tiết luôn, làm rất là tỉ mỉ, từng con ốc, từng cái đai này đó. Ở đây chúng ta có trang bị một lốp dự phòng. Và Lắc S này thì có điểm khác so với 420, đó chính là cái hộp số. Hộp số này được trang bị là hộp số vỏ nhôm. Và ở đây chúng ta thấy ở góc này đây, hộp số vỏ nhôm thì nó sẽ tản nhiệt tốt hơn so với hộp số vỏ thép, thì chúng ta đi sẽ không bị nóng hộp số. Và hơn nữa thì ở đây chúng ta có thể thấy là nó có một cái hệ thống gọi là hệ thống làm mát chủ động cho hộp số này. Nghĩa là khi mà chúng ta chạy trên đường thì cái hệ thống làm mát hộp số chủ động này nó sẽ tự làm mát cái dầu hộp số, và chúng ta sẽ luôn luôn có một hộp số rất là bền bỉ, và nó sẽ tiết kiệm được cái dầu hộp số, sẽ lâu phải thay hơn. Đó. Xe thì sẽ có sẵn cốc trích lực ben nhé, để các bác chạy móc ben, bởi vì chiếc Lắc S này chuyên là chạy móc ben mà. Chúng ta một lốp dự phòng này. Ở đây thì trang bị của đầu kéo 445 đó chính là cầu, là cầu 16 tấn. Đây là chiếc cầu lắp. Nếu mà để so sánh, để các bác có thể thấy cầu 16 tấn này nó lớn đến mức nào, thì đây, đây cái chiếc cầu 16 tấn này là bằng với cầu của chiếc 480. Hiện là chiếc cầu được trang bị lớn nhất trên thị trường. Chưa có một chiếc đầu kéo nào trên thị trường Việt Nam lắp đến cầu 16 tấn. Đây, cầu rất là lớn này, cầu đúc 16 tấn. Các bác có thể chạy đường khó đi hay là vượt lầy. Chiếc cầu này là cầu có cày cứng các bác nhá, có cày cứng luôn để chúng ta vượt lầy. Các bác có rất thoải mái, bởi vì cầu này là cầu 16 tấn nên là nó sẽ khá là khỏe và chịu tải rất là tốt. Các bác có rất thoải mái, không bị gãy cầu đâu ạ. Để thấy được độ lớn của cầu, chúng ta có thể thấy ở đây này. Để so sánh nhá. Ở đây là cầu 16 tấn thì chúng ta đo cái đường kính của mặt lát này. Đây, hơn một găng tay. Đây là một chiếc cầu 13 tấn thông thường của lắp này. Đó, nó chỉ chưa đến một găng tay thôi. Đó, chúng ta thế mới thấy là chiếc cầu này nó lớn đến mức nào. Đó, các bác có thể thấy được sự tương quan giữa cầu 13 và 16 tấn chưa ạ? Nhíp của xe thì trang bị là có quăng đôi và được lắp đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 lá nhíp cực kỳ dày. Đó. Nhíp của đầu kéo này. Ba lăng xê này, chúng ta thấy là ba lăng xê của nó cực kỳ dày này, rất là to.
cả những chi tiết ở trên xe thì nó đều được làm rất là dày dặn, từ cầu 16 tấn, nhíp dày, chassis cũng dày. Đây chúng ta thấy này, chassis có những đoạn lên đến 3 lớp. Đây, 1, 2, 3 lớp chạy dọc theo thân xe, kỳ dày dặn. Và cái bản của chassis là bản 300 thay vì cái bản 285 như các cái xe khác trên thị trường. Cái bản này đây, bản này là 30cm, từ đây lên đến đây là 30cm. Còn các bản khác chỉ là 285 thôi. Chassis cực kỳ dày dặn. Đây chúng ta thấy là mâm được trang bị là mâm chín, mâm của Job. Kết lại thì chúng ta có những cái điểm nổi bật gì trên chiếc xe đầu kéo Lắc S này? Đó chính là khối động cơ là 445 mã lực nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu hơn cả 420. Hộp số thì là hộp số vỏ nhôm có làm mát chủ động. Đó, cầu thì là cầu 16 tấn, có cài cứng để vượt lầy. Đó, chassis thì 3 lớp, cực kỳ dày. Nhíp thì cũng cực kỳ dày, quăng đôi. Bình dầu của xe thì là được trang bị bình dầu 600 lít. Trên bình dầu thì có gắn thêm những cái đai để chúng ta có thể bước lên đây. Và lên phía trên này, những chiếc xe cao cấp thì thường những cái chi tiết nó cũng sẽ rất là cao cấp. Các bác cứ đến thử xe đi, các bác đến xem xe đi, sẽ thấy được cái sự cao cấp trong chiếc xe đầu kéo này. Tất cả các chi tiết nó làm rất là hoàn thiện. Ở đây chúng ta có đèn xi nhan bên sườn. Chúng ta sẽ cùng lên nội thất xem là nội thất nó có điểm gì thay đổi nhé. Xe thì sẽ được trang bị một chiếc đèn này. Đèn này là đèn đèn đến bậc, chiếu sáng buổi ban đêm thôi, nhưng mà nó sẽ chiếu ra chiếc logo Trang Long ở phía dưới đất này. Nếu mà trời tối chúng ta sẽ thấy một chiếc logo Trang Long ở đây, như những chiếc xe con hạng sang. Xe thì trang bị là 1, 2, 3, 4 bậc, 4 bậc để chúng ta phải lên được khoang nội thất của xe. Khoang nội thất của xe thì cũng khá là rộng rãi, được trang bị là 2 ghế ngồi và 2 giường nằm. Điều đặc biệt là chiếc xe này thì nội thất nó sẽ có 2 màu chủ đạo, đó là màu xanh, xanh navy này, xanh này khá là sang này, và màu kem. Đó, ghế này là ghế da hết các bác nhé, ghế da có thông hơi, có những lỗ thông hơi này, và có những chế độ chỉnh ở đây. Đó, có chỉnh điện luôn, và có quạt thông hơi cho ghế luôn. Chúng ta đi sẽ rất là mát lưng, không bị bí như những chiếc ghế da khác trên thị trường. Chúng ta cùng bước lên khoảng cabin xem sao. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhận ra ngay cái điểm khác biệt trên nội thất của Trang Long S, đó chính là chiếc vô lăng này. Chiếc vô lăng này khá là đẹp, khá là bắt mắt, được làm cũng khá là tỉ mỉ. Ở giữa thì là logo, có kết hợp với còi xe luôn. Đó, hai bên thì được trang bị những hai cụm phím này, rất là đẹp. Và ở bên này thì nó sẽ là có thể kết nối được điện thoại và nghe gọi trên này luôn. Set Cruise Control luôn trên này. Bên này thì là bên phần điều khiển giải trí, cũng như là rất là nhiều những cái chế độ chỉnh ở trên này. Đây, chúng ta thấy này, điều khiển ở đây này,
Đó, nó sẽ hiện ở đây này. Chúng ta điều khiển đây. Nó có chế độ điều khiển rất là nhiều các chức năng trên xe. Rất hiện đại, bắt mắt. Chất liệu của vô lăng này là chất liệu da bác nhá. Được khâu những cái đường kim mũi chỉ ở đây cũng khá là sắc nét. Đồng hồ táp lô thì các bác có thể thấy là nó cũng khá đơn giản thôi. Nó sẽ gồm hai cái đồng hồ kim ở hai bên là hiển thị tốc độ cũng như là vòng tua. Còn ở giữa thì sẽ là một chiếc màn hình thể hiện rất là nhiều những thể hiện rất là nhiều những cảnh báo cũng như là những cái chế độ của xe chúng ta có thể tinh chỉnh ở trên này. Và trên này là những cái đèn cảnh báo. Ví dụ như xe này thì để lâu thì ắc quy nó sẽ hơi yếu này. Nó sẽ báo luôn này. Đang một đèn pha này. Đó. Đang ở chế độ P này. Đó, rất là đẹp. Và chúng ta có thể thấy là cái phần màu đen bao bên ngoài của cái đồng hồ táp lô này nó sẽ kéo dài sang hết bao trọn cả cái phần màn hình này. Nó tạo ra một cái dải màu đen bóng cực kỳ là đẹp và bắt mắt. Chúng ta có thể thấy là nó còn đẹp hơn cả những chiếc xe du lịch. Thậm chí là nếu mà một chiếc xe con dưới 1 tỷ, chúng ta có thể thấy là cũng chưa xe nào có được cái view, cái góc của người lái nó đẹp đến như thế này. Vô lăng đẹp, đồng hồ táp lô đẹp, một dải sang màn hình cũng rất là đẹp, rất là lớn, cực kỳ nhạy, hiển thị rất là sắc nét. Ở đây chúng ta thể chỉnh luôn điều hòa ở đây. Bật tắt điều hòa, các chế độ của điều hòa, nhiệt độ ở đây. Đó, điều hòa tự động, sấy gương, sấy kính. Đó, rất là nhiều chế độ. Chúng ta có thể lắp thêm cam lùi hoặc cam 360 và có thể tích hợp ngay trên chiếc màn hình này. Màn hình này rất là sắc nét. Đó. Xe ở đây thì chúng ta có thể thấy là có những nút cài cầu này và cài cứng luôn. Đây là phanh tay. Xe đầu kéo Lắc S vẫn trang bị như các xe khác thì có 3 chế độ chạy, là chế độ chạy E là tiết kiệm nhiên liệu, B là chạy thường, P là chạy tải nặng. Ở đây chúng ta trang bị luôn cả còi hơi. Ấn này là còi thường, ấn xuống là còi hơi. Đèn cảnh báo, điều hòa auto, sấy và có cổng USB. Cổng USB này chúng ta dùng để sạc. Còn điện thoại thì chúng ta có thể khi mà chúng ta muốn kết nối để nghe nhạc hay là giải trí trên này thì có thể kết nối Bluetooth luôn với xe chứ không cần phải nhất thiết phải cắm dây vào đây nhé. Dọc các cái phím này chúng ta thấy là nó có một cái đường dải trang trí màu xám rất là đẹp trải dài sang tận bên phía bên này. Đó. Nói chung là táp lô của Trang Long thì không điểm gì để chê rồi. Ở đây thì chúng ta có rất là nhiều hốc, hai cái chỗ để cốc này. Đó, đây là chỗ để đồ. Bên dưới cũng có chỗ để đồ. Và thậm chí tầng bên dưới nữa còn chỗ để đồ nữa. Đó, khá là đẹp. Ở đây chúng ta cổng điều hòa này. Hai cổng điều hòa cho bên phụ. Cộng là 5 cửa điều hòa. Ghế phụ cũng giống ghế lái, cũng rất là đẹp. Là ghế da được thêu rất là tỉ mỉ, thoáng khí. Ở đây thì chúng ta thấy là cái không gian giữa này của Trang Long nó làm nó không cao hơn so với cái phần chúng ta đang để chân. Bên lái bên phụ có thể đi qua nhau, nó rất là dễ dàng và tạo cho chúng ta cái khoảng không gian ở đây rất là rộng rãi. Bước qua bên này, từ bên lái sang bên phụ sang bên lái, rồi từ hai ghế lên giường nằm cũng khá là thoải mái, khá là dễ.
Ở đây thì chúng ta thấy là giường nằm của Lắc S rất là rộng. Nó cỡ khoảng đâu đó khoảng 1 mét chiều ngang. Và ở đây chúng ta có một giường nằm nữa ở trên này. Đó. Ở đây thì chúng ta có cả đèn này, cổng USB này, hạ kính ngay trên những cái phím này để chúng ta nghỉ ngơi nó dễ hơn. Đó, đây là mắc rèm này. Phía trên thì chúng ta có thể thấy là xe được trang bị 3 cái khoang để đồ như thế này. Và 3 cái khoang này chúng ta có thể thấy là 3 khoang được lấy cái cảm hứng từ khoang để đồ của máy bay. Nên là chúng ta có thể thấy rất là giống những khoang để đồ của máy bay. 3 khoang rất là rộng rãi. Đó. Bên kia còn một khoang nữa. Nhìn chung thì chiếc xe này thì có nội thất rất là rộng rãi, thiết kế tinh tế và sang trọng, tiện dụng. Nội thất thì không có gì để chê. Gương chỉnh điện, có xây gương. Ở đây chúng ta thì chỉnh điện luôn đây. Lên xuống kính, lên xuống kính auto nhé. Đó. Đó. Tự lên luôn. Đây là khóa này, mở khóa này. Còn chỉnh gương nhá, chỉnh gương ngay đây. Xoay sang bên trái này thì chúng ta sẽ chỉnh gương trái. Đẩy nút. Xoay sang bên trái này, chúng ta sẽ chỉnh bên trái. Xoay sang bên phải, chúng ta sẽ chỉnh gương bên phải. Ở dưới sẽ khóa. Xoay sang bên trái thì chúng ta đẩy gương này. Đẩy này, gương sẽ ngửa lên này. Kéo gương hạ xuống này. Đó. Chỉnh gương ngay đây, rất tiện lợi. Đó, đây có sấy luôn này. Nói chung là Trang Long Lắc S thì trang bị full option cho chiếc xe này rồi. Không còn gì để chê rồi. Nội ngoại thất rất là đẹp. Còn về hộp số của Trang Long Lắc S này sẽ trang bị là 12 số tiến, 2 số lùi, 2 tầng nhanh chậm. Vẫn là hộp số của Phát. Đó. Không gian xe thì không gì để chê nữa rồi. Bác nào muốn tìm hiểu thêm những thông tin sâu hơn về chiếc xe này và còn câu hỏi gì liên quan đến xe thì cứ liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn cụ thể. Đấy, bước xuống nhìn cái cánh cửa này, thiết kế cũng khá là hài hòa, rất là đẹp. Rồi, có gì các bác comment nhé, hoặc liên lạc em theo số điện thoại trên màn hình. Còn các bác muốn em review dòng xe nào của Trang Long thì cứ liên hệ em. Xin chào.